Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 779, một dòng xe đạp khung nhôm sử dụng full một bộ group chuyển động Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng, bánh là 26 inch, size của xe là size M. Thì lát nữa em sẽ có một đoạn đo size cho bác sau. Thì bây giờ đi vào phần khung xe trước. Thì xe được sử dụng lên bộ khung nhôm, tông màu em về em về là tông màu đỏ xám, rất là đẹp, cực kỳ là thể thao. Sử dụng công nghệ nhôm alloy độc quyền của Gian đây. Sơn si các thứ còn nguyên bản này. Và màu sắc của xe thì còn rất là đẹp. Này, các bác nhìn trên hình này. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng mà là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm, không thể tránh khỏi. Còn tổng thể ngoại hình xe thì nó còn giữ được cái độ mới và đẹp thôi, cũng tương đối là tốt. Thương hiệu Gian này, một thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam này. Model hôm nay về model ATX 779, được sử dụng bộ group chuyển động Shimano DOG 10 tầng lip và 3 tầng đĩa, từ đề sau này đến gạt đĩa trước, full một bộ. Đến bộ tay bấm xả trên này đây, full hết một bộ Shimano DOG và trang bị thêm cả bộ phanh dầu, đôi phanh dầu của Shimano nữa. Điện zin theo xe. Vành bánh được sử dụng trên chiếc xe là 26 inch. Cũng vành Gian cũng zin theo xe luôn các bác nhé. Mayer này. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này cũng size nó cũng khá là lớn, dành cho các bác đi từ khoảng 1m67-68 đến 77-78 thì phù hợp. Những bác cầm 1m80 thì em nghĩ là đi trước này cũng vừa đấy, vì cái size nó từ size đứng của nó lên tới 50 thì các bác 1m80 đi vẫn được. Bộ chuyển động DOG 10 lít và 3 đĩa. Xe có 30 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là mượt mà. Dùng bộ DOG này cũng gần như là cao cấp nhất của dòng địa hình rồi. Các bác chơi xe thì không thể không biết cái bộ này, bộ mà các bác sử dụng rất là nhiều. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán thì có là 9.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.